Chào mừng các bạn đến với kênh Truyện Ngôn Tình PP. Mời các bạn cùng nghe review và tóm tắt truyện Thiên Thu của tác giả Mộng Khê Thạch, tên dịch Ngàn Đời, thể loại truyện kiếm hiệp huyền huyễn đàm mỹ cổ đại, truyện hoàn 130 chương. Nói chung đây là một bộ rất hay, rất đáng thời gian công sức đồng tiền mất gạo mà bạn bỏ ra đọc. Truyện của Mộng Khê Thạch nên bám lịch sử rất vững, dài mà chẳng muốn kết thúc. Văn phòng của tác giả rất tốt, mạch lạc rõ ràng, xây dựng chi tiết logic, đọc không hề chán và mỗi lần tạo nút thắt thì mở nút thắt đều hợp tình hợp lý. Đặc biệt, tác giả rất có dụng ý xây dựng hình tượng nhân vật chính, hoàn hảo mà tàn nhẫn. Yến Vô Sư, công, giàu, đẹp trai, gia thế khủng, võ công cao cường không sợ bố con thằng nào. Mỗi tội bị thần kinh phân liệt và rất tiện. Không phải kiểu tiện công tiện thụ, mà tiện vì chú này mưu kế rất thâm sâu, lừa trên lừa dưới, lừa trái lừa phải, lừa cả tiểu thụ. Yến Vô Sư là người bước ra từ trong núi thây biển máu. Y chẳng tin nhân chi sơ tính bản hiện, cũng chẳng tin trên cõi đời này có người đại nhân đại nghĩa, suy nghĩ cho người khác lại không cần báo đáp. Là người mạnh nhất, ai cũng phải kính hắn vài phần, tính tình kiêu ngạo không coi ai ra gì. Dù hắn có nói ngông cuồng đến đâu thì chẳng ai dám phản biện lại hắn. Trên thế giới đối với hắn chia thành hai loại người, người xứng tầm và kiến. Còn A Kiều là trường hợp đặc biệt, làm việc theo cảm tính, không sợ mất lòng một ai. Dù hắn đã đến 50 nhưng nhan sắc thì không kém những thanh niên trẻ. Thời này 50 tuổi như ông lão 80-90 ở hiện đại ấy. Hình dáng đặc biệt của hắn là có tóc mai màu trắng, về sau thì bị nghiệp quật vì tội hành con tôi lên bờ xuống ruộng. Thẩm Kiều, thụ. Thẩm Kiều có tài hơn người, là đệ tử thân truyền kiêm trưởng môn của một môn phái lớn. Thẩm Kiều giống như một viên ngọc thô, cọ lại càng sáng. Dung mạo của y lại tuyệt thế, ai nhìn cũng đều ngỡ ngàng. Tính tình dễ gần, nói chuyện với ai cũng khiến cho người ta cảm giác nở hoa, khi ở bên cạnh lại muốn dựa vào. Dù hắn có bị phản bội đến đâu thì vẫn đứng như đá, giữ vững lập trường của mình, không tu ma đạo. Hắn là người yêu ghét phân minh, không muốn thấy cảnh chiến hỏa phân tranh, bách tính trôi dạt khắp nơi, chỉ mong dùng hết sức mình vì muôn dân thiên hạ. Một ngày nọ, trưởng giáo Huyền Đô Sơn, đạo môn đệ nhất thiên hạ, Thẩm Kiều ước chiến với người, bị người thân phản bội mà rơi xuống vực. Hắn bị mất hết võ công, mù tạm thời nghèo kiết xác. Cuộc sống lên voi xuống chó này khó mà tiếp nhận được. Yến Vô Sư vừa vặn đi ngang qua nơi đó, nhìn thấy Thẩm Kiều trọng thương sắp chết, y bỗng nhiên nghĩ ra một cái chủ ý tuyệt diệu. Yến Vô Sư hắn đã sống nhiều năm, không tin tưởng bất cứ ai, không bao giờ coi ai là bằng hữu ngoài hai đệ tử của mình. Là một tên vô lại, mở mồm ra thì chọc người ta tức nổ gan nổ phổi, nhưng cũng không làm gì được. Đẩy Thẩm Kiều đến rất nhiều chỗ hiểm vì hắn không tin làm gì có ai mà không mang một bộ mặt quỷ, chẳng ai là nhân hậu cả. Thậm chí còn điểm huyệt Thẩm Kiều, gieo tâm ma xuống, dùng hắn đưa cho đối thủ để lấy lại thanh kiếm của mình, khi đổi xong còn không thèm nhìn nó một cái. Nếu mà nói tại sao Yến Vô Sư lại yêu Thẩm Kiều, tại vì hắn thực sự là một người dù có đẩy vào chỗ chết, vẫn là một người có tấm lòng nhân hậu. So sánh hắn với viên ngọc khi được tẩy rửa thì phát sáng đến mức kỳ lạ. Vậy nên dù Yến Vô Sư không tin vào cái gọi là đạo, thì hắn vẫn tin trên đời này có một Thẩm Kiều. Hắn không cướp thì chờ ai cướp đây? Sau đó chúng ta sẽ được xem Thẩm Kiều bật tuôn hách nơi never như bay. Gặp Yến Vô Sư dưới núi cũng không hẳn là xấu. Hắn cho Thẩm Kiều cái nhìn khác về thế giới của giang hồ. Hắn dạy cách suy nghĩ và đo lường suy nghĩ của con người, biết cách nói dối không đổi sắc mặt, đối nhân xử thế sao cho hợp lý. Hồi xưa Thẩm Kiều cho người ta cảm giác dịu dàng, khi Thẩm Kiều ngã từ vực trở về thì mang thêm cảm giác lạnh băng và vài phần uy nghiêm lẫm liệt. Mình siêu đề cử bộ này cho mọi người, cũng biết bộ truyện này nằm trong top đam 2016. Công nhận chậm nhiệt thật, nhưng tình tiết tác giả gài vào thật sự rất cuốn. Mình nghĩ chậm nhiệt cũng phải thôi. Yến Vô Sư muốn một người cùng đẳng cấp của mình mà chiến đấu, trong khi Thẩm Kiều ngã xuống núi là một tên phế vật, chẳng ai rảnh rỗi nuôi không cả. Cho đến khi Thẩm Kiều lấy lại thực lực, mà có khi về sau còn mạnh hơn sư tôn, thì hai người mới có thể ở bên nhau được. Kiểu núi nào vô nấy ấy, nên hợp tình hợp lý lắm. Các bạn hãy nhanh lọt hố nhé. Trích đoạn trong truyện. Yến Vô Sư tuyệt đối không phải là người có thể cõng một người trọng thương sắp chết đi về, cho dù người này có là trưởng giáo của Huyền Đô Sơn. Có việc thì để đệ tử làm, vì vậy nhiệm vụ này liền rơi lên đầu Ngọc Sinh Yên. Hoán Nguyệt Tông có một tòa biệt trang ở huyện Phù Ninh, gần đỉnh bán bộ, xương cốt trên người Thẩm Kiều nát bấy, cõng một người như vậy bước đi cũng không phải là một chuyện dễ dàng, vẫn phải cẩn thận dùng lực, nếu không sẽ khiến thương thế hắn nặng thêm. Cho dù khinh công của Ngọc Sinh Yên có thuộc hàng nhất đẳng, cũng phải mất gần một canh giờ mới đến được biệt trang. Yến Vô Sư đi trước một bước,
giờ khắc này đang thoải mái nhàn nhã uống trà. Sư tôn, người thật sự muốn cứu Thẩm Kiều. Ngọc Sinh Yên sau khi sắp xếp xong cho người bệnh liền quay lại đây nghe sai bảo. Ngươi cảm thấy không nên cứu? Yến vô sư hỏi ngược lại. Gân mạch của hắn đã đứt đoạn mất 8-9 phần, xương cốt nhiều chỗ vỡ vụn, nội công tuy rằng vẫn còn 1-2, nhưng cho dù cứu sống được thì chỉ sợ võ công cũng chưa chắc đã khôi phục lại được. Càng không cần nói đến lúc ngã xuống, gáy đập xuống trước, có khi lúc tỉnh lại liền biến thành kẻ ngu rồi ấy chứ. Yến vô sư khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười lại không hề có chút ấm áp nào. Đồ đệ của Kỳ Phượng Các, trưởng giáo của Huyền Đô Sơn, kẻ đứng đầu của đám người chính đạo, vinh quang không kể, trong một chốc thua trận, đến phế nhân cũng chẳng bằng. Cho dù trở lại Huyền Đô Sơn cũng chẳng thể trở lại làm trưởng giáo. Sau khi tỉnh lại, nếu hắn biết được tình cảnh này của mình, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào đây. Ngọc Sinh Yên hổn thức. Nói cũng đúng, người bình thường còn không chấp nhận được loại chuyện lên voi xuống chó này, huống hồ Thẩm Kiều lại là con cưng của trời, đứng càng cao té càng đau. Hắn chợt nghi hoặc. Nhưng mà nói đi nói lại, nếu Thẩm Kiều là đệ tử của Kỳ Phượng Các, có thể tiếp trưởng Huyền Đô Sơn, ghi tên trong 10 đại cao thủ thiên hạ, võ công nhất định khó giỏ. Côn Tà cho dù có thể đánh bại hắn, nhưng làm sao có thể làm cho hắn bị bại đến thảm như vậy được? Lẽ nào võ công của Côn Tà so với Hồ Lộc Cổ năm đó còn cao thâm hơn? Yến vô sư lại cười nói, cái vấn đề này, chờ Thẩm Kiều tỉnh lại, nếu như hắn không biến thành kẻ ngu si, ngươi có thể hỏi hắn một chút. Ngọc Sinh Yến phát hiện từ lúc nhặt Thẩm Kiều đến giờ, tâm tình sư tôn hình như trở nên khá vui vẻ, số lần cười cũng nhiều hơn so với trước. Mà chuyện này không hiểu sao lại làm cho hắn sinh ra ảo giác sư tôn có hảo cảm với Thẩm Kiều mới lần đầu tiên gặp mặt, ngay cả mặt mũi còn chưa thấy rõ này. Hắn thăm dò hỏi, sư tôn cứu Thẩm Kiều có phải muốn Huyền Đô Sơn nợ chúng ta một ân tình không? Yến vô sư vui vẻ, nếu hắn chiến bại mà chết cũng coi như xong hết mọi chuyện, nhưng nếu hắn tỉnh lại phát hiện mình không những không chết, hơn nữa còn mất đi tất cả những gì có được trong quá khứ, bị thương nặng, gân mạch đứt đoạn, võ công hoàn toàn biến mất, tâm tình sẽ ra sao đây? Càng là quyền chức cao trọng thì càng không chịu nổi đả kích như vậy, mà như thế hắn tất nhiên sẽ rối loạn tâm trí. Lúc đó ta lại thu hắn làm đệ tử quan môn, đem cái người ngày xưa ra vẻ đạo mạo, tâm địa nhân hậu, trưởng giáo Huyền Đô Sơn kia, chậm rãi dạy dỗ thành đệ tử ma tôn, không chừa thủ đoạn nào trong mắt thế nhân. Cái này không phải là một chuyện rất thú vị sao? Ngọc Sinh Yên nghe thấy mà trợn mắt há mồm. Nếu hắn biến thành một kẻ ngu thì sao? Yến vô sư hời hợt nói, vậy thì cứ tùy tiện tìm một chỗ chôn sống thôi. Ngọc Sinh Yên chần chờ nói, sư tôn, Thẩm Kiều người này thân phận đặc thù, vì sao chúng ta không mang hắn đến Huyền Đô Sơn kiếm một cái ân tình? Nhìn danh tiếng của Huyền Đô Sơn, nhất định bọn họ sẽ không bỏ mặc trưởng giáo của chính mình lưu lạc bên ngoài chứ. Yến vô sư cười, đổi lại nếu hôm nay ở đây là đại đệ tử Biên Duyên Mai, tuyệt đối sẽ không hỏi cái loại vấn đề ấu trĩ buồn cười này. Ngọc Sinh Yên vẫn là hơi non. Nhưng hôm nay tâm tình hắn coi như không tệ, cũng không keo kiệt giải đáp. Ngươi cũng biết Thẩm Kiều có tên trong 10 đại cao thủ thiên hạ, cho dù ít giao du với bên ngoài, không có bao người có thể nhìn thấy hắn ra tay, nhưng có thể tiếp trưởng y bát của Kỳ Phượng Các thì có thể kém ở điểm nào? Côn Tà dù sao cũng không phải Hồ Lộc Cổ, còn chưa đến được cảnh giới cao thủ như vậy. Cho dù Thẩm Kiều thua dưới tay Côn Tà, muốn toàn thân trở ra cũng không phải là việc khó, tại sao lại rơi vào tình cảnh như thế? Ngọc Sinh Yên dù sao cũng không phải quá ngốc, nghe vậy liền nói tiếp. Trong này nhất định xảy ra biến cố gì đó. Nếu biến cố này là từ Huyền Đô Sơn, thì cho dù chúng ta giao Thẩm Kiều ra, đối phương cũng chưa chắc đã thèm nhận, lúc đó có khi ân tình cũng không có được mà trái lại lại dính phải một trận bùn tanh. Cuối cùng cũng coi như vẫn có thể cứu chữa, Yến vô sư liếc hắn một cái. Có ta ở đây, Hoán Nguyệt Tông không cần phải nhìn mặt bất cứ kẻ nào, càng không cần phải đi đổi lấy ân tình gì. Thân phận Thẩm Kiều tuy rằng đặc thù, nhưng với y mà nói cũng chỉ là chút đồ chơi mới mẻ mà thôi. Lời này cực kỳ ngang ngược, nhưng Yến vô sư của bây giờ quả thật hoàn toàn có khả năng để nói như thế. 10 năm trước, hắn với tông chủ Thôi Tử Vọng của Ma Tôn đánh một trận, mặc dù thua nhưng Thôi Tử Vọng cũng không phải không bị thương tích gì. Mà lúc đó công lực của Thôi Tử Vọng đã sâu không lường được rồi, so sánh với Phượng Kỳ Các cũng khó mà phân cao thấp. 10 năm sau, Thôi Tử Vọng và Phượng Kỳ Các đều đã bỏ mình, Yến vô sư lại bởi vì công phá được Phượng Lân Nguyên Điển tầng thứ 9 mà công lực lên cao hẳn một bậc. Sau khi tiến cảnh mặc dù không biết rõ đạt được đến đâu, nhưng nhất định không thể thấp hơn so với 10 năm trước. Hiện tại, thiên hạ này, người biết hắn tái xuất giang hồ cũng không có mấy ai, bằng không chỉ sợ sẽ vô cùng náo nhiệt.
nói không chừng thứ hạng của thập đại cao thủ thiên hạ cũng phải đổi lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nghe thêm nhiều review và tóm tắt chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!